Ok và hello. Chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Long Đường TV đây. Và chào mừng các bạn đã đến với Minigoo. Hôm nay mình sẽ làm một tập để nói về cách bắt khỉ trong Minigoo. Mình sẽ nói về cách bắt khỉ ở trong Minigoo có những loại khỉ nào và làm sao để bắt những con khỉ đặc biệt nhá. Và như các bạn đã biết hoặc các bạn chưa biết thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết này. Mini war đã vừa mới cập nhật rồi nha. Nó đã cập nhật sinh tồn. Nó đã cập nhật sinh tồn rồi. Và các bạn uh, có thể thấy là. Ở đây đã, đang có rất nhiều điều. Có um, thể nói là đang có rất nhiều điều lạ trong sinh tồn của mini war. Ví dụ như sẽ có thêm phù thủy này. Có thêm... Uh, um, động vật như là um, um, uh, con um, uh, khỉ con báo thì hôm nay mình sẽ nói về cách bắt khỉ uh, bình thường bắt khỉ đặc biệt ra sao và cách để mà uh, triệu hồi lên con rắn thần thì cái video mà mình làm về cách để mà uh, xuất hiện lên ngôi đền này và cách giết rắn thần thì video đó đã bị lỗi nên mình không thể nào mà cho các bạn xem được ui cháy rừng kìa mình không thể nào mà cho các bạn xem được nên là mình rất là xin lỗi nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ mình đây đây chính là cái nơi để mà triệu hồi rắn thần nha Đấy, Thì khi đến đây các bạn sẽ nhìn thấy là một cái bức tự giá đỡ Ở đây sẽ là một cái đầu Các bạn sẽ đặt viên đá đôi mắt của rừng nhiệt đới vào cái đầu này Thì nó sẽ xuất hiện ra cái ngôi đền kia Và khi mà trước khi đặt vào ấy thì các bạn phải đào đi ngang thế này Các bạn xuống đây Các bạn sẽ thấy là ở đây có những cái dương kho báu mà các bạn có thể dùng nha Nhưng mà các bạn tuyệt đối không bao giờ được đào từ đây xuống tại vì đào ở đây xuống hay đào ở đây xuống các bạn sẽ dẫm vào một công tác và bom sẽ nổ nghĩa là các bạn không được đào ở đấy và bây giờ thì uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt khỉ uh, bình thường hay bắt khỉ đặc biệt bây giờ điều kiện uh, các điều kiện để bắt khỉ thì mình sẽ nói luôn bây giờ đây các bạn nếu mà muốn bắt khỉ các bạn cần có hai điều kiện Điều kiện thứ nhất là các bạn phải có chuối Điều kiện thứ hai là các bạn phải cần có một bầy khỉ Đúng đấy Điều kiện thứ hai là các bạn cần có một bầy khỉ Bây giờ thì à, mình các bạn ơi Các bạn Mình còn một cái muốn hướng dẫn nữa là các Cách để mà chế các cây quyền trượng này Hay là cái Cái boomerang nha Khi mà muốn chế cái quyền trượng này thì các bạn hãy đánh những cái con phù thủy như con mình vừa đánh nó sẽ rớt ra là mảnh xương phù thủy và một viên đá ứng ừ, sẽ ứng với màu của từng cây gậy này khi mà các bạn khi mà các bạn có những được những cái viên đá nữa rồi các bạn sẽ lắp vào cây gậy gỗ bình thường này nó sẽ tạo ra cho các bạn là uh, một cái cây gậy sức mạnh tương ứng ví dụ sấm sét này độc dược này phục sinh này hay là quyền trượng lửa các bạn nhớ là muốn tạo ra cái này thì các bạn phải đánh phải đi đánh những con phù thủy và lấy được những viên đá và còn về cách bắt khỉ thì bây giờ mình vẫn chưa thấy một con quái khỉ khi mà muốn bắt khỉ ý, thì các bạn cần phải vào rừng rậm nhiệt đới các bạn tìm những cái cây chuối này các bạn đập chuối nguyên nải thì sẽ ra được một quả chuối chẳng hiểu là sao nữa và các bạn nhân tiện thì các bạn cũng lấy luôn lấy luôn cái cây chuối để mang về nha. Bây giờ thì uh, vì chán đi tìm khỉ rồi, tìm mãi không thấy rồi, nên là mình sẽ triệu khỉ nhá Ok, thì uh, vậy là mình đã có con khỉ, có quả chuối, có quả chuối ánh sao. Bây giờ mình sẽ triệu khỉ nha. Đầu tiên là mình sẽ triệu khỉ thường. Khỉ thường thì nó trông như thế này, rất là cute phải không? Các bạn sẽ lấy chuối các bạn cho nó ăn mình cần bốn quả chuối để có thể uh, 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 gì nhỉ thuần hóa một con khỉ. mình đang định nói nhân phẩm mình rất cao xong tự nhiên con khỉ đấy. u uh, một quả duy nhất một quả duy nhất. ôi phải. mình cần một quả duy nhất để thuần hóa con đấy. các bạn nha. mình rất là bất ngờ và các bạn các bạn nghĩ là con khỉ này nó có tác dụng gì không? khi mà các bạn uh, khi mà các bạn có khỉ này rồi ấy, các bạn sẽ có nhiều đồ hơn ví dụ các bạn thấy trong người bạn hết đồ rồi các bạn sẽ cho sẽ bấm con khỉ và cho vào trong người khỉ những cái cái đồ vật này nha Được. nhưng mà các bạn chú ý đến con khỉ nha chứ các bạn đừng có cắm đầu cắm mặt đi thì có khi nó dẫm vào gai hoặc dẫm vào gì nó chết đấy nên là các bạn tuyệt đối phải uh, chú ý đến bọn nó Chị, bọn nó chết là mất đồ luôn á bây giờ thì mình sẽ xem là có tìm được con khỉ đặc biệt không à đây đây mình đã tìm thấy con khỉ đặc biệt rồi nha nó chạy mất rồi khỉ ơi khỉ ô oh. con khỉ đặc biệt đâu đâu no. Ồ. Oh. Ồ oh, con khỉ đặc biệt của tôi. À đây. Con khỉ đặc biệt đấy nha. Khi mà các bạn tìm thấy con khỉ đặc biệt rồi ấy, thì các bạn các bạn sẽ không thể cho bọn nó ăn bằng chuối thường được. Khi đó các bạn phải cho bọn nó là chuối ánh sao và chuối ánh sao để uh, làm thế nào để có được thì mình sẽ hướng dẫn nha. Đây các bạn sẽ lấy chuối ánh sao các bạn cho nó, nó sẽ rơi ra cục sắt. Và khi đấy các bạn chỉ cần cho bọn nó ăn như bình thường. Ê con khỉ tôi đang chết, con khỉ tôi đang chết. Đấy. Các bạn chỉ cho nó ăn chuối thường như bình thường Là các bạn sẽ có một con khỉ đặc biệt làm đồ đệ Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cách về cách triệu hồ về về cách thuần hóa những con khỉ đặc mía mày đặc biệt nha đầu tiên các bạn phải đợi đến tối nha các bạn đây mình đã đến đến trời tối này thì khi đấy khi đến trời tối rồi các bạn sẽ phải leo lên trên cây khi leo lên trên cây rồi các bạn sẽ thấy những đốm sáng khi thấy đốm sáng sẽ là có hai trường hợp thứ nhất là do những cái mảnh rừng nhiệt đới này phát sáng thứ hai thì các bạn tìm thấy những cái đốm sáng am sam nam nam la am sa la đâu nhỉ đây 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 Khi mà tìm thấy những đốm sáng rồi Thì các bạn tìm sẽ tìm thấy Những cái lá màu vàng phát sáng Những cái lá màu vàng phát sáng này Khi mà các bạn đập ra Thì nó sẽ Rớt ra một cái Một cái mảnh Gọi là nó sẽ rớt ra Không phải một cái mảnh mà là nó rớt ra bụi ánh sao Các bạn có thể dùng bụi ánh sao đấy Để mà chế tạo Quả chuối ánh sao nha Đấy các bạn uh, cần bốn uh, bụi ánh sao và một quả chuối để có thể chế ra chuối ánh sao khi mà chế ra chuối ánh sao rồi ấy, thì các bạn mới có thể thuần hóa những con khỉ thường Nếu không thì các bạn không thể nào mà thuần hóa chúng được nha con về quyền trượng hay là uh, Về các cái quyền trượng về cái 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 chuối ánh sao, cách thu phục thủy uh, khỉ thì mình đã nói rồi. Còn bây giờ thì về cái boomerang thì sao? Về cái boomerang ở trong cái sinh tồn mới này ấy, thì các bạn sẽ cần uh, vẫn là hai thứ. Thứ nhất là các bạn cần một thằng phù thủy. Thứ hai là các bạn cần bốn cục vàng. Các bạn cần những thằng phù thủy làm gì? Những thằng phù thủy khi mà các bạn đánh chết chúng chúng sẽ rơi ra những cái khúc xương thầy cúng bọn nó sẽ rơi ra xương thầy cúng nha mà khi mà mình vẫn chưa thấy khúc xương là khi mà có được khúc xương thầy cúng rồi các bạn sẽ sẽ có được uh, uh, nguyên liệu đầu tiên để chế tạo ra cái răng và khi mà các bạn <laughs> các bạn cần thêm một nguyên liệu nữa đó chính là bốn cục vàng các bạn cần bốn cục vàng để có thể uh, chế tạo để dùng làm nguyên liệu thứ hai để chế tạo cái boomerang <laughs> video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn nhớ like share subscribe và đăng và đăng ký kênh uh đăng ký chứng subscribe mà các bạn nhớ like, share, subscribe và đừng quên là nhấn vào cái chuông ở bên cạnh nút subscribe để nhận được các thông báo mới nhất từ mình và uh, và hết rồi các bạn nhớ là like, share và subscribe nha đấy đấy mình bắn xuống thường mới rơi ra kìa tại vì đây là mình đang ở chế độ sáng tạo nên là lúc đầu mình đập nó không rớt bây giờ nó mới rớt là các bạn nhớ nhá ok bye bye tạm biệt à, tất cả các bạn video mình đến đây kết thúc rồi hãy luôn ủng hộ kênh của mình để mình có động lực để làm video mới nhá